mỗi thứ khoảng mấy miếng là đều là 3 chỉ đấy, mà con lợn nó cũng vâng. Nó riêng cái nộm ngó sen này thì đặc biệt nó là ăn là nó rất là giòn. Vâng. Rồi. Nhà là một vị khác nhau. Đấy. Vâng. Vâng. Đây. Thế nhưng mà mùa này nóng thì mình lại nấu canh măng chua, măng xương. Đây. Rất là to đấy. Ui. Vâng. Ăn không như lại lắm, ăn gì ấy. Xin chào tất cả quý vị nha. Hôm nay mời quý vị cùng đến với ẩm thực đám cưới vùng cao nha. Ở đây là huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn nha quý vị. Còn đây là một trong những nhà hàng nấu cỗ uy tín to ở Bình Gia nha quý vị. Bây giờ mời quý vị cùng xem mọi người làm chuẩn bị cỗ nha. Đây là món dưa hấu để tráng miệng này. Hôm nay là mình làm bao nhiêu mâm ấy chị? Hôm nay là chị làm 90 mâm. 90 mâm à? Ừ, 90 mâm. Làm to anh nhờ? Ừ, cỗ to đấy. Hôm nay là nhà ông chủ nhà hàng Huy Yến đây. Ừ. Xin chào anh nhá. Chào nhá. Chào. Hôm nay là mình có mấy món này anh? Hôm nay cỗ thì thông thường là cái cỗ cổ truyền đặc trưng của cái vùng Bình Gia này thì là thường là những món chính là khoảng 5 món. Vâng. 5 món, trong đó là có gà luộc. Vâng. Và đặc biệt là món kho nhục à. Là món cổ truyền. Vâng. Truyền thống không bao giờ thiếu được ở trên mâm cỗ. Còn lợn quay. Vâng. Món kho nhục với lợn quay là món gọi là món truyền thống anh nhỉ, của vùng cao đây. Ừ. Một con lợn quay được khoảng bao nhiêu mâm mà anh? Tùy theo con to con nhỏ. Một con to thì có thể là được khoảng được trên bàn là 30, dưới là 24. 30 mâm. Vâng. 30 mâm tương đương tức là 30 đĩa tương đương như thế này. Vâng. Một con lợn tùy con to con nhỏ. Tùy con nhỏ. Thì mình phải xác định là con nào khoảng một con là 30 mâm là mình dùng cái con đấy anh nhỉ? Ừ. Thì do tùy vào cái lượng cỗ đấy. Đây là cái bọc màng để cho bọc vào để đảm bảo để vệ sinh nhờ. Vệ sinh sạch sẽ không ruồi không bâu. Đúng rồi. Quay chặt xong chia xếp ra đi để đảm bảo vệ sinh. Đây là da để riêng xếp vào đĩa cho đẹp. Một cái đĩa này thì là có đủ để chia đều các miếng quý vị, vừa 3 chỉ ngon nhất này, với cả mông vai thì mỗi thứ khoảng mấy miếng là đều là 3 chỉ đấy, mà con lợn nó cũng vâng. Độ nạc cũng vừa phải, mỡ quá thì cũng cũng ngấy phải không anh? Ngấy thì cũng không ăn được. Vâng. Mà nạc quá thì nó khô, nên là khi mà bọn anh đi bắt lợn đấy để mà mua con lợn mà để nó được 3 chỉ đều như này ấy, là phải có kinh nghiệm. Vâng. Cái này là mình quay từ đêm hả anh? 3:30 sáng này thì bắt đầu bọn anh bắt. Vâng. Ừ. Đây, thịt nạc sắp ra đây. Rất là nhiều nạc luôn. Một cân luôn hả chị? À, cả đĩa là 1 cân à? Đây là cái nước của con lợn nó ra luôn hả chị? Vâng, cái này là ra bị nước ra bị trộn vào trong. Vâng. Để nó ngấm ra nó ngon hơn. Có khi cái lá măng mật đâu chị? Nó đặt để à, đấy à? Thế mình không cho vào luôn à? Không đấy. Cho vào nhìn nó xấu quá. À, lấy à? Nước không? Đây là cái nước chấm, nước gia vị. Vâng. Nước gia vị này đây. Thì, nó có lá mông mật. Đây, cái lợn quay nhiều quả mông mật. Vâng. Ừ. Lá mông mật và quả mông mật. Và một số gia vị mình ướp trong lợn trước khi quay. Ừ, đúng rồi. Mình là ướp trong gia vị thì, tức là cái gia vị này mình pha và cho vào bụng con lợn. Vâng. Sau đó mình quay.
Quay khi bắt đầu mổ ra để mà để chặt ra thì là bắt đầu mới cứ nước ra để làm nước chấm. Vâng. Nhưng mà không chấm thì nó vẫn là vừa sẵn rồi anh nhỉ? Nó vẫn vừa sẵn rồi. Ai mà muốn ăn đậm đà hơn thì có thể chấm thêm. Đúng rồi. Chấm bột canh chanh ớt cũng ngon rồi anh nhỉ? Đúng rồi. Bột canh tiêu chanh ớt. Đâu anh nào là đầu bếp chính ạ? Anh là anh đầu bếp chính. Đầu bếp chính à? Vâng. Anh này là làm được nhiều món nhất à? Anh này là làm món gì? Rất nhiều món. Vâng. Cơ bản. Còn bên này là thịt gà này, với vị xôi nữa này. Món xôi. Xôi thì xôi. Thịt gà. Gà đương nhiên là thế xôi. Xôi, xôi này được đồ bằng gạo nếp nương. Vâng. Nếp mà người ta cấy, đồng bào cấy trên nương. Vâng. Gọi là nếp nương. Đây gọi là xôi xôi dừa, xôi dừa ruốc. Ngô nhờ anh, có ngô đây. Có cả ngô. Có cả ngô, có cả dừa, cốt dừa và dừa. Vâng. Nó sẽ thơm anh nhỉ. Còn đây là tôm. Đây là tôm. Tôm này rất là to, màu đẹp nhá anh nhỉ. Ừ, đấy tôm. Tôm nó tươi thì là cái con tôm mình mang về nó tươi, nó thì nó mới màu, nó mới tươi được, nó đẹp vâng. được. Ừ. Còn những cái con màu nhạt hơn là nó không tươi anh. Nó đấy là tôm nó bị ươn. À vâng. Tôm bị ươn nó không tươi nữa. Vâng. Khi mình trao lên nó không còn màu đỏ nữa. Ừ. Đấy rất là to, một cái đĩa này là một răng tay. Đĩa này thì thông thường là như ở nhà hàng anh hay gọi là đĩa, là gọi là đĩa chín. Vâng. Ừ. Chín. Đây đĩa gà đấy. Đĩa gà. Đây. Gà toàn gà phiến. Vâng. Rất là dày thịt. Ừ, bởi vì là mình ở đây, mình ở cái vùng này mình đặt được. Người dân người ta nuôi nhiều mình mua được. Vâng. Ừ. Đây là gà. Lợn phay gà xôi. Còn ở bên kia thì có cái món nộm mà ngó sen. Ở nhà hàng Huy Yến. Đây là món nộm ngó sen. Vâng, đồ ngó sen. Đâu cái nào là cái ngó sen anh? Cái nào vị nào? Đấy. Cái màu nào ấy? Trộn hết vào rồi. Tách nhỏ hết rồi. Đây hết rồi. Đây thì được gọi là nộm ngó sen. Cái trắng trắng này là cái gì đây anh? Nguyên liệu gì đây? Cái này là củ sen. Củ sen à? Củ sen à, đây à? Củ sen. Củ đậu này, đây là củ đậu. Củ đậu. Đấy, củ sen, củ đậu. Cả nó ăn nó chuột. Riêng cái nộm ngó sen này thì đặc biệt nó ăn là nó rất là giòn. Vâng. À, giòn. Có nơi thì gọi là nộm ngó sen, gọi là nộm thập cẩm. Vâng. Ừ, nhưng mà trong đó có tỷ lệ ngó sen. Ừ. Là ăn nó rất là giòn. Vâng. Ừ. Cái này mình ướp những cái gì nhiều anh? Giấm đường à? Giấm đường là mình pha nước chua ngọt, giấm đường chua ngọt. Giấm đường chua ngọt. Vâng. Còn đây là món kho nhục nha quý vị. Quý vị và các bạn, ở đây món đặc trưng nhất của cái vùng Lạng Sơn. Vâng. Kho nhục. Món này làm gì mở hộ anh và bác? Món này làm rất là cầu kỳ đấy nhà quý vị nhỉ. Cảm ơn đĩa sâu để mở đấy, để đồng chí. Món này thì mình hấp khoảng mấy tiếng thì nó được đạt cái độ dừ và ngon nhất anh? Thường thì bọn anh hấp khoảng 4 tiếng. Vâng, khoảng 4 tiếng. Nhưng mà quan trọng là mình đun có đều lửa hay không? Vâng. Đun có đều lửa thì khoảng 4 tiếng. À. Đây là nhân, đây. Cái nhân này thì gồm những cái gia vị thì nhiều anh? Ở đây thì anh có gọi là tàu soi. Vâng. Quả mắc mật. Vâng. Và nhiều gia vị khác. Tàu phù nhí. Gọi là tàu phù nhí, những cái đậu của gia vị. Lọ cao cao này. Đậu Trung Quốc đấy. Đây. Đậu chua, đậu cứ gọi là tàu phù nhí. Vâng. Hành tỏi. Hành tỏi. Mộc nhĩ nấm hương có không anh? Ừ, có mộc nhĩ nấm hương. À không có mộc nhĩ, có nấm hương thôi. Bởi vì là còn một số gia vị nữa. Bí quyết của đương nhiên thì mắm muối mì chính thì đương nhiên cái đấy là chắc chắn rồi. Vâng. Đây là mặt dưới của cái bát kho nhục. Nó vẫn phải có một cái gọi là cái nguyên liệu chung kiểu như nguyên liệu chính là nguyên liệu chính. Đó là mắc mật. Nguyên liệu chính là vừa nói xong rồi đấy, còn
quả mắc mật. Cái gia vị nữa đặc trưng của nhà hàng thì cái này không tiết lộ được. Đúng rồi. Anh lập lên sau đó. Đây nha, đây nhá. Bây giờ lập. Mỗi nhà là một vị khác nhau. Đấy. Wow. Đây. Ui, màu đẹp quá nhờ anh nhỏ. Đây. Đây là đặc trưng. Đấy. Thơm lắm. Bát khâu nhục. Thơm thật, mùi nó bốc lên thơm lắm. Mùi nấm hương. Ở rất rất nhiều vùng ở Lạng Sơn này ai người ta cũng biết làm khâu nhục. Rồi. Nhưng câu chuyện ấy, khâu nhục mà khi mà mở bát khâu nhục ra thì đầu tiên là cái hương vị của nó. Nó phải thơm và đồng thời là cái nhìn cái miếng khâu nhục nó phải mềm và nó bóng. Nó có cái độ nó bóng. Đây, nó được bóng nhá. Chứ còn nếu mà nhìn cái miếng khâu nhục mà nhìn nó khô kệch ấy, như kiểu như cái thịt luộc ấy, hoặc là nó cũng là khâu nhục nhưng đặt lên nhưng câu chuyện ăn nó sẽ không có cái độ ngậy. Khi mà nó dừ như này thì ăn nó sẽ dừ, dừ vừa đủ tầm dừ. Dừ như này. Dừ quá thì cũng không thể gắp được. Mà còn dai ấy, thì đương nhiên là nó chưa dai thì ngon được. Ăn nó sẽ không ngon bằng nó không ngậy. Vâng. Đấy. Mới cả nó ngấy hơn nếu mà không được không đến đạt đến độ dừ nó ngấy hơn. Rồi. Đấy. Rất là thơm cái này. Còn bên này là món xào, chuẩn bị xào. Đây là món lợn thịt xào. Vâng. Lợn thịt xào. Lợn thịt. Món lợn thịt này trong lân. Vâng. Thì nó được tẩm gấp rồi đấy. À vâng. Thì nó xào với sỏi với ớt. Lợn rừng này cái bì nó dày anh nhỉ? Bì dày. Vâng. Thì thái thật mỏng với mới ăn được. Vâng. Vâng. Nó nếu mà thái dày nó dài anh. Thái dày mà nó cứng không ăn được. Thái dày mà nó cứng. Ừ. Cái món này là gần giống cái món bê nhỉ? Bê gọi là bê. Như bê thì bê nó khác. Ừ. Bê khác. Đây là lợn rừng xào. Vâng. Lợn rừng xào xả ớt. Đấy, cũng phải ướp trước. Và đầy đủ gia vị. Trong hành động là khá lắm. Ok. Bên này có món canh măng chua này. Thông thường thì cứ trên mâm cỗ đặc trưng của riêng nhà hàng anh, nhà Huy Yến ấy, thì là bao giờ cũng có hai món canh. Vâng. Đấy, thì nếu mà cái mùa đông nó lạnh ấy, thì anh em mình là hay nấu cái món canh măng khô. Vâng. Đấy, măng khô ninh móng giò. Thế nhưng mà mùa này nóng thì mình lại nấu canh măng chua, măng xương. Đây. Mùa này là mùa măng luôn phải không? Mùa măng rồi, hay là mình nấu ăn mùa này nó canh măng chua, ninh xương này thì nó dễ ăn hơn. Vâng. Nó phù hợp hơn theo mùa. Vâng. Cái này là ninh khoảng mấy tiếng anh? Cái măng này thì cứ ninh càng lâu càng tốt, riêng cái măng ấy. Vâng. Riêng cái măng ninh càng lâu càng tốt. Nhưng mà chỉ có mỗi cái xương ấy thì là mình chỉ thả sau khi mình ninh măng nó hết he và gia vị nêm nếm nó vừa phải rồi thì còn riêng đặc biệt cái xương này thì mình chỉ thả xuống khoảng tầm 20 phút thôi. 20 phút bởi vì mình để ninh lâu quá nó dừ nát hết cái xương. Vâng. Nó nát hết cái xương đi thì nó lại làm cái bát canh thì nó không được ngon. Đây. Măng này là măng tre măng mai đấy, măng tre mai đấy, măng mai. Đây này. Còn đây là canh, bên này canh là gì anh? Đây là nước canh mọc, canh mọc. Canh mọc. Đây là nước canh, canh mọc, mọc đây. Mọc mình chia sẵn ra trên bát đây. Mình là mọc chín sẵn rồi anh. Đúng rồi, mọc mình trần chín sẵn hết đây rồi. Trần chín sẵn. Đấy, mọc. Vâng, mọc. Ừ. Thế khi nữa ăn là bắt đầu là mình trứng nấm rau trứng cút nấm mẹ súp lơ thứ mọc này trứng cút này lơ này nấm hương nấm hương này nấm nấm hải sản nấm sò không cái này chưa phải nấm sò nấm sò nó còn tròn nấm hải sản đây nấm hải sản vâng còn đây là cái này là xào mấy cái thịt lợn rừng đây à anh? Kia là gia vị xào lợn rừng đấy. Vâng. Ớt sừng. Vâng. Ớt sừng cái này độ cay của nó vừa phải. Vâng. Gọi là để lấy hương vị thôi. Vâng. Chứ còn nếu mà ớt thì nhiều loại cho xuống có thể là nó cay quá mà không ăn được. Vâng. Nhưng cái này là mình để lấy hương vị thôi. Lấy màu và vâng. Hương vị. Không phải có cái vị ớt này. Vâng. Đây còn đương nhiên đây là hành rồi. Hành thì hành thái dài để xào. Phải lẫn. Đây là mọi người đang đóng những cái đĩa nộm mà đây sen đây.
xem. Ở trên bàn là có thực đơn đấy chứ, để mình. Đấy, hôm nay trời mưa rất là to nha quý vị. Quý vị các bạn nhìn thấy đây này. Mưa rất là to. Mát trời nha quý vị. Anh cũng ghi là khai kim nhá. Khai kim food. Khai kim. Khai kim. Khai kim. Vâng. Chữ F-O-O-D ấy. Mình là rắc lạc với cả rau sống lên bên trên mình. Cái này là thấy củ đậu nhiều chị nhỉ? Củ đậu màu trắng trắng này là nhiều phải không? Vâng. Củ đậu là nguyên liệu chính à? Cái nộm này thì thông thường là nguyên liệu chính của nó là củ đậu. Củ đậu, củ đậu. Củ đậu, xong là điểm một chút thấp phẩm có đáng nguyên lại. Dưa chuột. Dưa chuột, vâng. Dưa chuột. Nó nôm na là mình cứ gọi là thập nộm thập cẩm đi. Mấy làm nhiều làm là giá nhỏ lạc rang giá nhỏ. Nộm thì phải có cái lạc này thơm. Dưa hấu đỏ và ngọt tươi ngon nhá. Đây là những mâm cỗ nha quý vị. Sau mà khi là sắp hết thức ăn thì sẽ dọn dần lên trong những mâm cỗ như này nha quý vị. Ở bên này nhá, bên này là đầu vào đón khách nha quý vị. Đây là những cái món mà đã chuẩn bị xong gọi lên trước nha quý vị. Còn cái món xào thì là khi nào khách đến thì mới xào cho nó nóng nha quý vị. Tôm xôi này. Chà này. Nộm. Món cơ bản đã lên trước. Đấy, bây giờ bắt đầu xào nha quý vị. Khi mà khách đến thì bắt đầu xào này nó mới nóng nhá. Ui đấy, ngoài có lửa rất là to đấy, ui. Thêm một chút nước mắm nha. Xì dầu trộn với cả rau. Làm cái món này phải tay rất là khỏe mới hất được nha. Bởi vì cái chảo nặng. Cái này là gia vị gì đây anh? Là nước cốt dừa. À, nước cốt dừa. Vâng. Có vào nó thơm à? Thơm.
là vừng em ạ. Vâng. Trước khi làm mẻ mới thì phải đổ tráng qua nước nha quý vị, để nó đỡ bị cháy những cái mẻ sau. Chào chảo nó mà nó sạch. Vâng. Đây, bây giờ mình sẽ thưởng thức xem cái món lợn rừng xào xả ớt này nó như nào nha quý vị. Làm nướng ra trước. Mời tất cả quý vị nhá. Có một cái độ giòn giòn giật. Cay cay của ớt. Mùi thơm của xả nữa nhá. Là có vị hơi ngọt ngọt của thịt. Nói chung là rất là ngon. Đây làm thế này. Ngon nó rất là vừa vặn. Thơm mùi xả, ngọt của thịt. Vâng, cay của ớt. Vâng, nói chung là món này là ăn nhắm rượu cũng rất là tuyệt nhá. Nó là cái bì nó dai dai thật thật. Không dai mà giòn, giòn, ngon. Còn đây sẽ là mâm cỗ đầy đủ nha quý vị nhá. Mâm cỗ đầy đủ sẽ gồm các món đây quý vị. Ăn tôm à? Không, được vào vâng. Ăn đi chị. Quay này. Vâng. Canh nha mọc. Tôm trao. Xôi ngô ruốc, bê xào, canh măng, nộm, đây là món cơm đúng không? Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức nào. Còn kia là địa chỉ của nhà hàng quý vị. Nhà hàng ở khối phố 6B thị trấn Bình Gia Lạng Sơn. Chung là làm tiệc cỗ nhé. Ở địa chỉ đó thì có nhà hàng gốc luôn nha quý vị. Bây giờ mọi người ăn xong cũng gần hết rồi đây này. Xin mời tất cả quý vị nha. Bây giờ mình sẽ dùng cỗ đây. Bye bye, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nha. Quý vị nhớ bấm đăng ký để đón xem nhá. Đây nha quý vị nha, bây giờ mình sẽ thử món khâu nhục đặc sản của Lạng Sơn nhá. Quý vị nhìn thấy không? Cái độ nó dừ. Vâng. Anh ăn được không? Ê, cho anh ăn thật. Thịt nó dừa mức độ vừa phải. Nguyên nhân này nó thơm mùi tàu cho mà tàu soi. Để ông bẻ ống anh ngậy nha quý vị.
rất tuyệt luôn, tuyệt luôn, rất tuyệt. Làm được không chị? Có đâu. Đây là nhà hàng Minh Tiến nhé. Cô ăn luôn, ăn luôn cả nhé. Rất là thơm và béo ngậy. Đấy là mới là món đặc sản của nhà hàng Minh Tiến. Này ăn kèm với xôi nó rất là ngon nhá. Nhận đặt gỗ sinh nhật với ỏi. À, đặt mâm, ai muốn đặt các mâm gỗ thì cứ liên hệ. Cảm ơn tất cả quý vị đã xem nhá, quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nhá. Xin chào nhá, bye bye, hẹn gặp lại nhá.